Đối với các bé nhỏ khi tập bơi, nhà Intech sẽ cho các mẹ sự lựa chọn là phao tròn đáng yêu mộng mỹ như thế này. Ngoài ra nhá, thì mình sẽ có thêm sự lựa chọn là phao tay cho các bé. Riêng phao tay sẽ có hai mẫu phù hợp cho các bé ở các độ tuổi khác nhau. Nếu các bé trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi thì các mẹ chọn cho em là mẫu phao tay chú khủng long này nhá. Ngoài ra các mẹ có thể chọn là mã 56666. Nếu các bé nhà mình từ 6 tới 12 tuổi thì các mẹ chọn cho em hai mẫu phao màu cam rất là nổi bật. Mình có thể chọn mã là 58641 và 59642 cho em nhé. Chất liệu PVC dày dặn và đặc biệt là không phai màu. Để đeo vào tay các bé dễ dàng hơn thì các mẹ sẽ xịt một khoang đi nhé. Sau khi đeo vào tay các bé rồi thì các mẹ bơm lại giúp em ạ. Các van sau khi kéo ra để bơm thì các mẹ nhớ ấn lại vào trong để không vướng víu các con khi sử dụng nhé. Chỉ chưa tới 100 cành, ba mẹ đã có thể sắm cho các bé mẫu phao tay chính hãng của nhà Intech. Ba mẹ muốn biết thêm thông tin thì ấn ngay vào giỏ hàng bên dưới nhé.